Ok, và trong video phân tích cổ phiếu hôm nay ngày 14 tháng 7 thì em Huynh xin gửi đến anh chị em một mã cổ phiếu tiềm năng và được đánh giá là ngôi sao trong ngành bán lẻ đó là cổ phiếu DGWOR nha anh chị. Chúng ta có thể biết đến công ty cổ phần thế giới số DGWOR thuộc lĩnh vực hoạt động là bán buôn những cái mặt hàng mà liên quan đến ngành hàng điện và điện tử. Thì trước khi đi vào những cái nội dung chính thì anh chị em đang theo dõi video hãy để lại cho em những lượt like hoặc những bình luận có thể là ủng hộ hay là lan tỏa video này đến với nhiều người hơn anh chị. À, những khuyến nghị về mua bán cổ phiếu của em Huynh thì đều dựa trên những tín hiệu về phân tích kỹ thuật, không dựa trên những yếu tố mang tính chủ quan hay là cảm xúc cá nhân nha anh chị về mặt phân tích kỹ thuật đối với cổ phiếu DigiGua thì chúng ta có thấy là cổ phiếu DigiGua này trong giai đoạn tháng 10 năm 2023 nó đều bám kênh những xu hướng tăng và chưa hề bị phá vỡ anh chị. Ngắn hơn thì chúng ta có thấy giai đoạn tháng 4 đến hiện nay thì nó cũng bám ở trên những cái kênh xu hướng tăng uh, ngắn hạn anh chị. Đều khi nó chạm đến những kênh này thì đều có lực cầu quay trở lại và nó có nhịp phục hồi và hiện nay thì cổ phiếu nó đang chạm gần đến những vùng cản chéo này và hoàn toàn nó đang có cơ hội bứt phá qua và khi uh, phá vỡ được cái vùng cản chéo 65 đến 66 này thì cổ phiếu hoàn toàn sẽ tiếp tục xu hướng tăng trước đó của nó và chúng ta thấy là phiên ngày thứ sáu thì đã bắt đầu có cái lực cầu quay trở lại đánh giá bằng một cây có tiền vào gấp đôi so với trung bình 20 phiên anh chị và chúng ta cũng có thấy trong suốt giai đoạn từ tháng 3 Đến nay thì những cái biên độ tích lũy nó đang đi vào những trạng thái mà tích lũy hẹp dần anh chị. Có nghĩa là cái sự vận động của giá nó không bị biến động quá là lớn, nó chỉ biến động những cái dao động nó rất là hẹp thôi. Nếu mà nhìn về xu hướng tuần thì chúng ta thấy là xu hướng tuần thì nó cũng đang ở những cái đường xu hướng ở trên những kênh tăng giá trong trung hạn anh chị. Còn nếu mà xét về mặt cơ bản thì chúng ta thấy là nhóm ngành bán lẻ đang được đánh giá về những cái doanh thu và lợi nhuận khả quan từ quý 2 năm 2024 đến hết à, lửa năm 2024 anh chị thấy là DJ World cũng là một trong những công ty mà được đánh giá có những mức lợi nhuận tăng trưởng quý 2 và năm 2024 đều trên những mức uh, 50% anh chị à, thì để được những cái lợi nhuận tăng như vậy thì chúng ta thấy là những cái mức lên thấp của năm 2023 thì khi giai đoạn đó thì những cuộc chiến cạnh tranh về giá thì qua đó thì nó đã làm giảm những áp lực về làm tăng áp lực về doanh thu cũng như lợi nhuận được giảm đáng kể và trong năm 2024 này thì nó đã kết thúc những cuộc cạnh tranh về giá rồi thì khi đó thì công ty Digigua có những biên lợi nhuận sẽ tốt hơn và không chỉ các nhà bán lẻ chùm bán buôn DJ cua với những mô hình mà dịch vụ phát triển thị trường độc đáo thì qua đó nó cũng có thể tận dụng được những thời cơ tăng trưởng DJ cua đây là một công ty trung gian hợp tác với hơn 30 nhà cung cấp các thương hiệu lớn như là Apple, Dell, Xiaomi để phân phối các sản phẩm của nó đến hơn 16.000 điểm bán hàng thuộc các uh, chúng ta có thể thấy là những công ty bán lẻ khác như là FPT hay là thế giới di động cellphone S đều nhập hàng từ Digigua anh chị và dịch vụ phát triển thị trường như vậy thì nó sẽ tạo lên những lợi thế cạnh tranh cho Digigua và giúp cho doanh nghiệp đa dạng hóa những cái đối tác ở nhiều mảng kinh doanh khác nhau và khi đó có thể là gia tăng những biên lợi nhuận và việc tìm kiếm những cái động lực mới của Digigua triển khai thông qua những thương vụ MA đáng chú ý là cuối năm ngoái thì công ty đã nâng sở hữu tại chuỗi cầm đồ Việt Money lên đến những mức mà 72.8% rồi thì đây được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy chi tiêu mua sắm của khách hàng và bước đầu thuận lợi để DigiWall có thể là thực hiện những chiến lược kinh doanh sản phẩm đã qua sử dụng nha anh chị và chúng ta thấy là DigiWall cũng đã mua lại được 75% của công ty Archison công ty này thì chuyên về những cái lĩnh vực mà cung cấp những thiết bị bảo hộ lao động ngành hàng được đánh giá là có tiềm năng do Việt Nam đang là những điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư FDI thì cũng không có quá nhiều mà các công ty mà tập trung đến lĩnh vực này nên uh, DJ Google nó đang dẫn đầu thì nó có được những cái lợi thế cạnh tranh nhất định anh chị chúng ta thấy là xu hướng dịch chuyển của các nhà máy của những thương hiệu lớn đến Việt Nam thì càng ngày càng gia tăng anh chị Apple, Intel, Lego rồi đến Samsung, Boeing, Google, Walmart thì đều đang đặt gia tăng những cái nhà máy hay là những cái trung tâm nghiên cứu anh chị. có còn nhìn về trên đồ thị giá thì chúng ta thấy là hiện nay DigiGua đang giao dịch ở những vùng quanh 65 thì giá mua của chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là quanh ở những vùng 64 được đẹp và hoàn toàn những cái vùng giá 64.9 này chúng ta bắt đầu có thể là mua dần được rồi với những cái mục tiêu chúng ta là chốt lời ở những vùng giá 88 với những mức lợi nhuận tương đương với vùng 35 phần anh chị thì để đạt được những cái vùng 88 này thì chúng ta phải nắm giữ đâu đó là khoảng đến cuối năm anh chị khi những tín hiệu về doanh thu về lợi nhuận được công bố ra thì hoàn toàn cổ phiếu này có thể là quay trở lại chinh phục những cái vùng đỉnh cũ quanh vùng 88 thì khi đó chúng ta có thể là chút lời anh chị. Và chúng ta thấy là cái mức uh, cắt lỗ của phiếu này tương đối là nhỏ anh chị. Nó khi nó mất đi những vùng nền hỗ trợ hay là nhà cái vùng hỗ trợ 62.8 thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể ra hàng đâu đó những mức uh, lỗ loanh quanh 3%. Thì đây chúng ta có thể đánh giá đây là uh, lợi nhuận ít và rủi ro nó cao thì hoàn toàn có thể là một điều khá tốt để chúng ta có thể tham gia vào đầu tư đối với cổ phiếu DigiWall Nên những tín hiệu khác nếu như chị em nào mà yêu thích MACD thì chúng ta thấy là uh, MACD nó đang nằm trên những cái đường tín hiệu và đều hướng lên trên anh chị đây cũng là một tín hiệu tương đối mạnh đối với những tín hiệu mua nếu anh chị mà yêu thích công cụ như vậy đó thì nếu anh chị uh, em mà yêu thích hay là có quan tâm đến cổ phiếu DigiCur, thì có thể là comment cho em những bình luận hay là trái tim màu tím ở phần comment để em biết là anh chị cũng quan tâm và chúc cho anh chị em mình mà khi tham gia deal cổ phiếu video cua có thể đạt được những mức lợi nhuận mong muốn nha anh chị. Vâng và em xin kết thúc video tại đây và cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của em Huynh kính chúc anh chị em có ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ. Bye bye.